Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng file và cách chèn logo và hình ảnh. Đầu tiên, các bạn vào ứng dụng Gmail. Các bạn đăng nhập tài khoản Gmail của các bạn vào. Sau khi đăng nhập xong, nó sẽ hiển thị ra cái phần tất cả hộp thư đến như thế này. Các bạn kéo nó xuống 4 đến 5 lần để cho nó load mail. Sau khi các bạn kéo 5 lần xong mà vẫn chưa thấy cái mail mới thì rất có khả năng nó đang ở trong mục spam hoặc là mục thư rác. Thì các bạn bấm vào cái dấu ba gạch ở góc trên bên trái ở đây. Các bạn kéo nó xuống. Các bạn bấm vào spam. Thì hiện tại cái mail này nó đang ở trong cái mục spam. Thì các bạn bấm vào cái mail đó. Nếu như các bạn vẫn để trong mục spam này thì 30 ngày sau mail nó sẽ tự động bị xóa. Để không bị mất như vậy thì các bạn phải chuyển nó sang hộp thư đến. Thì các bạn bấm vào nút 3 chấm ở góc trên bên phải ở đây. Các bạn bấm vào không phải là spam. Thì hiện tại là cái mail đấy nó đã được chuyển đến hộp thư đến rồi. Các bạn bấm vào nút 3 gạch và kéo nó lên. Bấm vào tất cả hộp thư đến. Thì cái mail của mình đây, nó vào được hộp thư đến rồi. Các bạn bấm vào mail đấy. Thì trong mail này của bên mình có ghi rất rõ cái hướng dẫn sử dụng file. Các bạn chú ý ở đây, cái file gốc là cái file có đuôi .ai, .cdr và .pdf. Thì ba cái file này chính là cái file thiết kế gốc. File này là chuyên dành cho in ấn và làm biển hiệu. Còn cái file avatar, ảnh đại diện là file có hình vuông. Thì cái đuôi file của nó là .jpg. Và cái file logo bóc nền là cái file logo không có nền, để các bạn có thể chèn vào cái hình ảnh của bạn, là nó có định dạng là .png. Thì các bạn chú ý nhé, khi mà các bạn nhận được mail của bên mình gửi ấy, thì các bạn hãy tải hết toàn bộ file về máy tính để lưu trữ. Hoặc là các bạn cẩn thận hơn thì nên copy vào một cái USB nào đấy, các bạn cất nó đi. Vì bên mình chỉ lưu file trong 3 tháng thôi, ở trên cả máy thiết kế và trên mail. Sau 3 tháng đấy thì bên mình sẽ xóa toàn bộ file của các bạn, cho nên là bên mình sẽ không chịu trách nhiệm gửi lại file này cho các bạn nếu như mà các bạn bị mất file, bị mất mail. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tải file. Thì các bạn bấm vào cái file đầu tiên ở đây. Cái file này nó có chữ là logo500-05.png. Thì cái file này nó là cái file logo bóc nền. Khi mà các bạn bấm vào cái file đó thì các bạn sẽ nhìn thấy cái file đến nền mặc định của nó là màu đen. Thì đây sẽ là file logo bóc nền. Các bạn bấm vào nút mũi tên góc bên phải, sau đó đấm vào new hình ảnh. File thứ hai, đây cũng là một file logo bóc nền. Các bạn tải nó về. File logo bóc nền màu đen. Đây là file logo bóc nền màu đen. Bởi vì là cái logo của nó màu đen trên cái nền mặc định màu đen, cho nên các bạn không nhìn thấy gì. Thì các bạn cứ tải về bình thường. Các bạn kéo nó sang. Rồi, đây là cái file có hình vuông và cái đuôi file của nó là .jpg. Đây là cái file avatar hay là cái file ảnh đại diện. Đấy. Các bạn tải nó về. Ba file cuối cùng ở đây là file .ai, .cdg và .pdf. Thì ba file này nó là ba file gốc.
Thì khi mà các bạn mà muốn in ấn hay là làm biên bản, các bạn gửi file cho các đơn vị này thì các bạn bấm vào cái nút chuyển tiếp, các bạn bấm vào bao gồm tệp đính kèm. Ở phần đế này thì các bạn ghi email của bên đơn vị in ấn hoặc là làm biển. Khi mà các bạn ghi xong thì các bạn bấm vào cái nút tam giác màu xanh ở trên này. Như vậy là bạn đã gửi mail cho bên kia rồi đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn logo vào hình ảnh. Thì để chèn logo vợ được vào hình ảnh thì các bạn sẽ phải sử dụng ứng dụng PicA. Ứng dụng này thì các bạn nên App Store hoặc là CH vào đây để tải về. Sau khi tải xong thì các bạn bấm vào ứng dụng PicA. Khi các bạn ấn vào ứng dụng PicA thì sẽ có một số máy, nó sẽ hiện ra một cái phần quảng cáo, nó có cái chữ dùng thử 7 ngày. Thì các bạn đừng có bấm vào đấy, các bạn bấm vào cái chữ X góc trên bên trái. Như của mình ở đây thì nó không có cái phần quảng cáo đấy. Thì sau khi các bạn bấm xong, các bạn bấm vào cái nút dấu cộng ở giữa góc dưới này. Các bạn chọn hình ảnh muốn chèn. Thì khi các bạn mở ảnh xong, ở phần thanh công cụ ở dưới này, các bạn đẩy nó sang bên trái và các bạn chọn cái mục thêm ảnh. Các bạn chọn ảnh logo để chèn vào. Đây, đây là cái logo bóc nền này, các bạn có thể chèn vào ảnh này. Để các bạn có thể phóng to, thu nhỏ tùy ý, các bạn có thể xoay, các để một góc nào đấy. Thì các bạn có thể chú ý đến cái phần độ mờ đục này. Các bạn nhìn cái logo khi mà mình đẩy cái độ mờ đục nó càng nhỏ đi thì cái logo của mình nó càng mờ đi. Các bạn có thể tùy chỉnh cái logo nhìn nó rõ hoặc là nó mờ ở cái phần độ mờ đục này, các bạn có thể chỉnh nó. Sau khi chỉnh xong thì các bạn bấm vào chữ áp dụng. Các bạn bấm vào cái nút mũi tên bên phải ở góc phía trên bên phải này. Các bạn bấm vào New. Các bạn bấm vào tải ảnh xuống. Các bạn bấm xong. Sau khi các bạn tải ảnh về xong thì cái phần ảnh nó sẽ ở trong phần thư mục ảnh. Đây chính là cái ảnh mà của mình ghép logo của mình vào. Chúc các bạn thành công.